hướng gì. Cơm ngon là phải bắt buộc phải gì. Rồi, đó. Đứng dậy, đứng dậy. Thử ngồi xuống nó coi. Ngồi xuống hả thầy? Rồi, đứng dậy. Chị để hai con gót sát rồi đó, chị thấy không? Đó, thấy hai cái chân nó chinh nhiều rồi. Theo cái này tới hai phân mà. Đó, hai phân mà. Đó, cái đó làm rồi. Đó, mình làm lương liên tâm nữa, mình lấy cái tâm mình làm cho người hết bệnh. Chứ không phải mình xả nợ quy thần, không lụt theo, không phải đúng. Đó, làm nhẹ hồi nhẹ chân chỉ nhẹ rồi làm đi. Làm đi. Không, làm nhẹ nhẹ, chứ phải chứ làm nhẹ đó. Xuống. Đứng dậy, ngồi xuống, đứng dậy. Đo chẳng rồi, thôi, chân rồi. Bây giờ hai chân phải bằng lại rồi. Bằng lại phải không? Dạ. Cười tươi đẹp rồi phải không? Khỏe rồi. Thấy khỏe. Nhẹ nhàng lên. Nhẹ nhàng lên. Nhẹ nhàng lên. Nhẹ nhàng lên. Nhẹ ép gối. Dạ. Rồi bây giờ nói kết quả sao? Dạ, rất là nhẹ nhàng lấy rồi. Nhẹ nhàng ha? Dạ, đứng lên ngồi xuống. Không giống như hồi nãy. À, không có đau đầu gối nữa. À, đầu gối hết đau phải không? Dạ hết đau đầu gối. Còn còn mỏi chân không? Dạ không, nhẹ rồi. Rồi dở giò đá đi. Dở giò lên đá. Rồi dở hai bên. Rồi ngon lành. Viện nghiên cứu và ứng dụng bấm huyệt thập trì liên tâm.